Vâng, chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh YouTube của Đỗ Tùng Tám nhé. Vâng, thì bây giờ đúng 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9 năm 2019. Vâng, thì tôi trực tiếp bàn giao nhà chị Như Kiểm ở xóm Bến Phường một chiếc sập thờ đây. Chất liệu một gỗ mita, vâng, chân 14 có kích thước là 1m97 và rộng 97, cao 1m17. Vâng. Đây thì là toàn bộ đài nến các thứ là bằng gỗ mít tết. Vâng. Chị Na bát hương rồi đi. Giờ là giờ rất đẹp rồi, sáng đúng là buổi sáng tinh khiết luôn rồi. Ừ. Cũng là một ngày đầu tháng cũng là mới tinh luôn rồi. À, không, ngày mùng 1 tháng 9. Ở 2019. Vâng, thì đây thì chi tiết nó là gọi là đục tứ linh cân. Vâng, chân 14. Còn chiếc sập này là chúng tôi chọn là rất kỹ lưỡng bằng gỗ mít tại quê ở Phú Thọ đây. Không tỉ vết luôn, mít mà chọn như này là rất là đẳng cấp đấy. Mọi người chiêm ngưỡng. À. Thì ai có muốn sở hữu một bộ thờ như của nhà anh Như xóm Bến Phường sẽ xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nha. Có số điện thoại là 0987 5108 6, bằng cơ sở nằm tại xã Phú Quốc, huyện Đồng Khuê, tỉnh Phú Thọ. Còn trước màn hình quý vị đây là chị chủ nhà đây. Chị để bên này đi. Đấy, bên đấy và thế một bên là đấy chị cứ để đấy. Một bên là bình hoa, bên là đĩa quả hoa quả. Thế còn giữa là bát hương. Chứ nếu mình để bát hương ở đĩa hoa quả giữa thì nó chắn với bát hương. Đấy. Thế. Đây là cách bày một cái bộ đài nến trên bàn thờ là như thế chị ạ. Và thế chị cho hoa quả lên nhé, xong này để bát hương. Vâng, thì tôi đang trực tiếp quay chị Kiểm là chủ nhà đang bày bộ hoa quả lên để thờ. Và cũng là ý tưởng của chị để gửi tới cho anh Như là phu quân của chị đang công tác xa nhà. Vâng, hôm nay một gia đình mới sửa được căn nhà mới và chị đã làm mâm hoa quả để thắp hương các cụ. Và thì lại thế là một video này để gửi tới cho chồng chị là anh Như, và hiện tại anh đang công tác ở tại nước ngoài, anh không về được. Và thì anh đã chứng kiến là phu nhân của mình ở nhà đã làm bàn thờ ly vệ như nào nhá. Đấy, tay chuối tay chị rồng được đấy, quả rất là to đẹp. Và này chắc là anh ở bên nước ngoài anh hài lòng với người vợ yêu quý của mình đây. đúng là Việt Nam, phụ nữ Việt Nam ba đảm đang.